Vén bức màn vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Chiều ngày 23 tháng 10, tướng Sùng A Hồng, giám đốc công an tỉnh Điện Biên lý giải vì sao phải mất khá lâu, vụ án mới được phá. Theo lời vị tướng này cho hay, các đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự, rất ngoan cố. Thậm chí, vì văn toán, sau 4 đến 5 tháng mới khai. Đối tượng công, sau 3 tháng khi cơ quan điều tra có tài liệu, chứng cứ, chứng minh cho hành vi không thể chối được, hắn mới nhận tội. Nói như thế để thấy, cơ quan điều tra phải làm hết sức mình, rất vất vả mới có thể củng cố, thu thập từ những tài liệu, chứng cứ để buộc tội. Cho đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh bản kết luận điều tra, chuyển cho viện kiểm sát, tòa án. Trong thời gian sắp tới, phiên tòa sẽ được xét xử và những đối tượng phạm tội sẽ được xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vai trò của bà Nguyễn Thị Hiền, người cố tình không chịu khai báo việc con gái Cao Thị Mỹ Duyên bị bắt cóc, tướng Sùng A Hồng khẳng định, chính sự ngoan cố của bà Hiền khiến vụ án trở nên cực kỳ phức tạp. Hiện nay, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã tách thành hai vụ án. Một là vụ án liên quan đến ma túy. Thứ hai là vụ án liên quan đến nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Riêng với vụ án liên quan đến ma túy, điều tra đối tượng Hiền sẽ còn rất gian nan. Cơ quan điều tra phải tiếp tục chứng minh, điều tra mở rộng vụ án. Sau này kết thúc, cơ quan điều tra sẽ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án này. Còn bây giờ, bà Nguyễn Thị Hiền vẫn tiếp tục gây khó khăn cho quá trình điều tra. Đây là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt, xong không khai báo cho cơ quan công an mà chỉ khai con gái đi ship gà và mất tích. Đây là khó khăn, hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ quan điều tra không giải cứu được Cao Thị Mỹ Duyên. Nếu bà Hiền cung cấp thông tin ngay ban đầu cho cơ quan điều tra rằng vì Văn Toản và Bùi Văn Công bắt Cao Thị Mỹ Duyên, thì việc cứu Cao Thị Mỹ Duyên hết sức đơn giản trong bối cảnh và tình hình lúc đó và với khả năng của lực lượng công an. Vì theo tâm lý học tội phạm, khi các đối tượng này bắt cóc Cao Thị Mỹ Duyên, trong giai đoạn giam giữ, chúng trót làm việc này sẽ buộc phải làm việc khác. Đã bắt cóc, hiếp thì các đối tượng không thể đơn giản thả ra được, dẫn đến việc giết hại Cao Thị Mỹ Duyên. Thậm chí, tướng Hồng tiết lộ, đến khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Hiền tiếp tục không thành khẩn khai báo. Tới lúc này, cơ quan điều tra vẫn phải thu thập tài liệu chứng cứ để buộc tội Hiền. Đây quả thực là một tội ác tày trời, không chỉ của những kẻ sát nhân, mà xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của một người mẹ. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những gia đình nào đã và đang dấn thân vào con đường buôn bán ma túy, buôn bán cái chết trắng cho nhân loại.